Chipu chính thức có MV hát tiếng Trung đầu tay. Màn kết hợp giữa Chipu và tỷ tỷ xứ Trung nhận được nhiều phản hồi tích cực. Chipu đã có một năm 2023 vô cùng thành công. Bên cạnh các hoạt động trong nước, cô nàng còn lấn sân qua thị trường Trung Quốc thông qua việc tham gia sâu thực tế đạp gió 2023 cùng các tỷ tỷ nước bạn. Kết quả Trung cuộc, cô đứng thứ 6 và được xuất hiện trong đội hình ra mắt chính thức. Cũng nhờ bước đệm này, Sipu cũng dần có nhiều hoạt động ở sự chung nhiều hơn như mở quán phở, được mời tham gia biểu diễn trong chương trình chào năm mới. Mới đây nhất, nữ ca sĩ còn thông báo về việc kết hợp với một tỷ tỷ trong MV mới có tên gọi là Follow Me. Đây là sản phẩm âm nhạc của nữ diễn viên kiêm ca sĩ Lưu Nhãn Sắt và Sipu, vinh dự là sao nữ được góp giọng cùng. Lời bài hát mang ý nghĩa tích cực khi động viên mọi người hãy tự tin vào chính bản thân mình. Xuất hiện trong MV hát tiếng Trung đầu tay, Sipu cũng kéo léo lòng ghép thêm lời hát tiếng Việt vào trong bài hát. Bên cạnh đó, ekip của Lưu Nhã Sắt còn tinh tế chèn thêm phụ đề tiếng Việt để khán giả Việt Nam có thể hiểu rõ hơn nội dung bài hát. Một số nhận xét về màn kết hợp giữa hai tỷ tỷ như sau. Bài hát rất hay và truyền cảm hứng. Ngưỡng mộ con người đầy tài năng và tính cách của Nhã Sắt và Sipu luôn theo dõi và ủng hộ hai bạn vào xem MV, thấy phụ đề tiếng Việt và có lời bài hát tiếng Việt là thấy yêu bà rất nhiều nhiều rồi. Vừa tôn trọng người hợp tác cùng mình là bé Pu, với như là món quà dành cho fan Việt đang yêu mến bà nữa. I love you, fan Việt không cần dịch nha. Giai điệu quá cuốn, hình ảnh thu hút, lời nhạc cực kỳ ý nghĩa, chúc mừng Chi Pu và Lưu Nhã Sắt đã ra mắt một MV mãn nhãn khán giả. Bài hát đầy năng lượng và truyền cảm hứng, một sự kết hợp rất tuyệt vời giữa hai nghệ sĩ. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã xem MV này chưa? Và cảm xúc của các bạn như thế nào? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tin tiếp theo trên kênh Data News.